Với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, anh Lâm Văn Liền tích cực chăm sóc cho gần 4.000 cây hoa vạn thọ để kịp thời phục vụ thị trường Tết. Từ ngay cuối tháng 10 âm lịch, gia đình anh đã bắt đầu xuống giống. Theo anh Liền, hoa vạn thọ rất dễ trồng, dễ chăm sóc nên sau khoảng 60 ngày sẽ cho thu hoạch. Dự kiến năm nay, gia đình anh sẽ có thêm nguồn thu nhập trên 30 triệu đồng từ vụ hoa Tết này. Ở đây thì mình trồng chủ yếu là dưới đất. Dưới đất là nhiều, chậu thì khoảng vài trăm nha. Trăm đến mình bán vòng vòng địa phương rồi đó. Còn trong xuống đất thì khoảng 3.000 ngoài cây để phục vụ Tết đó. Tết Nguyên Đán Tân Sửu, nông dân trên địa bàn thành phố Cà Mau trồng nhiều loại hoa như vạn thọ, cát tường, cúc. Bên cạnh việc vận động bà con nông dân tiếp tục chăm sóc những trà bông này để đạt năng suất tốt, chính quyền địa phương cũng đang liên kết tìm đầu ra, hạn chế bán nhỏ lẻ, dễ bị thương lái ép giá. Đối với địa phương đã cũng chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn phối hợp với hội nông dân xã là tập huấn cho bà con, rồi như hướng dẫn về cái lịch mùa vụ cho bà con để nắm được cái quy trình sản xuất. Tết Nguyên Đán Tân Sửu đang đến gần, người trồng hoa Cà Mau hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi, thị trường tiêu thụ ổn định để người dân trồng hoa đón một cái Tết vui vẻ, sung túc hơn.